Thực tế cho thấy, trong thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước triển khai trong đồng bào Công giáo rất khó hoặc hiệu quả không cao. Chính vì vậy, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An quyết tâm tháo gỡ với những giải pháp trọng tâm cùng sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức đảng trên địa bàn. Tại giáo xứ Cầu Rầm, thành phố Vinh, một trong những vướng mắc đã từng khiến cho chính quyền và tổ chức tôn giáo ở đây chưa tìm được tiếng nói chung, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đó là quỹ đất phù hợp cho việc xây dựng nhà thờ. Xác định rõ vấn đề, cấp ủy đảng ở đây thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại giữa đại diện chính quyền và giáo xứ. Những vướng mắc bất cập trước đây đã được cấp ủy các cấp quan tâm giải quyết thấu đáo. Đến nay, việc cấp đất xây dựng nhà thờ ở khuôn viên mới đã nhận được sự đồng thuận và ủng hộ tích cực của cộng đồng Công giáo. Cái thứ nhất là chúng ta tổ chức cái việc là tuyên truyền phổ biến các cái quy định của nhà nước liên quan đến công tác tôn giáo, các cái hoạt động tôn giáo để người dân, rồi đặc biệt là thông qua các cái buổi làm việc và trao đổi thông tin với các cái đội ngũ chức sắc chức việc bên tôn giáo, thì chúng ta cũng truyền thông được là các cái quy định của nhà nước đối với trong các hoạt động nhân tôn giáo. Thành ủy là luôn quan tâm chỉ đạo là các ban, ủy ban nhân thành phố cũng như đảng ủy các phương xã, ủy ban nhân dân các phương xã trong cái việc là quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần của đồng bào Công giáo và giúp đỡ những cái các cái hoạt động ở trên địa bàn để tạo những cái thuận lợi nhất trong cái việc thực hiện các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo và hỗ trợ kịp thời những cái đồng bào Công giáo có cái hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Để đạt được sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức tôn giáo, chi bộ và các tổ chức chính trị xã hội từ thôn, xóm có vai trò hết sức quan trọng. Các cơ sở đảng đã tập trung tháo gỡ những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong cấp đất xây dựng cơ sở thờ tự, tôn giáo, thường xuyên sâu sát cơ sở, tạo bước chuyển thực sự bền vững trong toàn hệ thống chính trị. Ngày nhà thờ giáo họ Yên Thịnh hoàn thành đã trở thành sự kiện trọng đại của người dân xóm 4, xã Minh Thành, huyện Yên Thành. Hòa trong niềm vui chung đó, có sự hỗ trợ kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đóng góp không nhỏ của bà con lương dân trong suốt thời gian xây dựng công trình. Tình làng nghĩa xóm, đoàn kết lương giáo, thực sự đã tạo nên cuộc sống ấm áp, bình an trên xứ đạo này. Biệt trong những năm xây dựng thì được chính quyền địa phương quan tâm, để bà con lương dân cũng là giúp công giúp cụ rất nhiều. Bởi theo qua cái sổ theo dõi là trong ngày công là giúp trên 3.000 ngày công, còn số tiền ủng hộ là trên 400 triệu. Có thể nói là một cái dạo họ xây dựng được người lương dân giúp đỡ công và tiền nhiều nhất. Chúng tôi là thường thường là có những cái nghị quyết rất là sát đúng với điều kiện thực tế để tạo một cái đồng thuận giữa lương với giáo, rất là phát huy được cái vai trò của người đảng viên trong vùng giáo, phát huy hết tả năng lực, trách nhiệm và cái nghĩa vụ của công dân. Và có những cái gì vướng mắc thì xin ý kiến của đảng để đảng chỉ đạo trực tiếp và lãnh đạo một cách toàn diện như thế để cả cái mô hình và cả cái chủ trương đạt cái hiệu quả cao nhất. Với những đặc thù riêng của địa phương, trước đây, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của trường trung học cơ sở Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc chỉ đạt gần 90%. Bằng nhiều nỗ lực và các giải pháp tuyên truyền, vận động, mà trong 2 năm liên tục, 100% học sinh trong trường đã tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Từ cấp ủy, rồi đến các cái đảng viên trong chi bộ, là phân cấp, phân nhiệm, phân quyền, phân công cho từng đảng viên, đặc biệt là những cái đảng viên mà phụ trách về cái y tế học đường cũng như là đảng viên là giáo viên chủ nhiệm lớp đã thực hiện rất là tốt trong cái công tác vận động học sinh tham gia đầy đủ tham gia cái bảo hiểm y tế học đường. Hơn 18 tỷ đồng đầu tư xây dựng toàn bộ hệ thống nhà văn hóa thôn xóm đạt chuẩn nông thôn mới, trên 45 tỷ đồng hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn là những con số biết nói trong câu chuyện xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ và nhân dân xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc. Để có được kết quả ấy,
chính là từ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành linh hoạt của chính quyền và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở từng chi bộ thôn xóm trong huy động các nguồn lực, phát huy đoàn kết sức dân, lương giáo trong thời gian qua. Từ cán bộ cho đến nhân dân, thì họ rất là nhiệt tình, hoạt động từ xóm cho đến nông thôn mới. Từ cán bộ từ trên, chúng là cái bà con lương giáo trên đấy, họ cũng rất là đồng tình và nhiệt thành hưởng ứng cả. Họp dân, ban dân để dân biết những cái chủ trương, đường nghị quyết của đảng và cái sự lãnh đạo của là ủy ban. Sau đó thì mình mới là khi thu thì mình phải công tác thu xong rồi, khi mà làm các công trình thì phải là kết toán công khai minh bạch rõ ràng, đoàn kết lương giáo một lòng thì mới có được kết quả như ngày hôm nay. Việc tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng trên lĩnh vực an sinh xã hội, trong xây dựng hạ tầng nông thôn thể hiện rõ ý đảng, lòng dân và góp phần củng cố vững chắc hệ thống chính trị. Đây cũng là yếu tố giúp các địa phương hoàn thành sớm chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp, là kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức cơ sở đảng vùng đặc thù. Cấp ủy chính quyền trong thời gian qua và là tập trung chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt là tập trung chỉ đạo ủy ban nhân xã thì thành lập ban chỉ đạo rồi triển khai rộng rãi đến mọi người dân, đặc biệt là triển khai cho các tổ chức đoàn thể xuống các xóm, thông qua đó thì trực tiếp thì tuyên truyền vận động người dân. Đây là một trong những cái nội dung mà góp phần trong cái nghị quyết của đảng bộ về cái xây dựng phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, cấp ủy đảng ở đây xác định tìm kiếm và bồi dưỡng được quần chúng ưu tú ở vùng giáo đã là việc khó. Nhưng để những hạt nhân này có động lực tự nguyện phấn đấu đứng vào hàng ngũ của đảng lại càng khó hơn. Chính vì vậy, Đảng ủy xã An Hòa đã xây dựng nghị quyết riêng về công tác phát triển đảng viên vùng giáo. Để cụ thể hóa nghị quyết, cấp ủy đảng đã tổ chức các hội nghị triển khai, thành lập các tổ công tác tăng cường, phân công cán bộ xuống phụ trách từng thôn xóm. Hàng năm thì bám sát, các đồng chí giao cho các đồng chí bí thư đảng ủy, phó bí thư đảng ủy thường trực, rồi các đồng chí là phụ trách phải bám sát và giao cho các đồng chí trưởng các chi đoàn chi hội để thường xuyên thăm hỏi động viên, giới thiệu quần chúng ưu tú để giới thiệu cho đảng và kết nạp vào đảng. Có thể nói, phát triển đảng vùng giáo muốn thành công thì ngoài sự vào cuộc của cấp ủy đảng thì có vai trò then chốt của công tác dân vận, của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị. Thông qua các hoạt động như an sinh xã hội, xây dựng các mô hình, tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, cấp ủy đảng đã chỉ đạo các đoàn thể xây dựng mô hình dân vận khéo ở các giáo họ. Hiện toàn đảng bộ có 13 đảng viên là người công giáo. Đó là làm tốt cái công tác tuyên truyền và vận động để mọi người dân trên Sơn Thành là không có khoảng cách giữa lương và giáo. Thứ hai, đó là phải tạo điều kiện cho cán bộ, nhân dân cũng như bà con là vùng giáo là tham gia các cái tổ chức chính trị xã hội, từ đó vận động và bồi dưỡng để được đứng vào hàng ngũ của đảng. Chúng tôi thì thờ Thiên Chúa. Nhưng mà trong cái cuộc sống đời thường thì dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước, mà cụ thể là chính quyền địa phương ở đấy, thì qua cái công tác mà chỉ đạo của chính quyền đấy thì rất gần gũi giữa lương và giáo. Chúng tôi mong muốn ngày càng là tôn giáo giữa giáo dân và chính quyền càng ngày càng tô thắm thêm cái nét đẹp từ xưa đến nay của ông cha chúng tôi để lại. Việc phát triển đảng viên vùng giáo là một nhiệm vụ quan trọng, vừa nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng. Đó cũng chính là yếu tố để nhiều người công giáo tự nguyện đứng vào hàng ngũ của đảng, cùng góp sức xây dựng một cộng đồng lương giáo đoàn kết, phát triển bền vững.
Bản thân tôi thì luôn luôn là thực chất là phải người đi đầu. Mà người đi đầu gương mẫu, làm tốt thì bà con họ nhìn thấy thì họ cũng theo. Cho nên là suốt thời gian vừa rồi thì xây dựng nông thôn mới này, phát triển kinh tế hoặc nhiều vấn đề liên quan đến vấn đề là ủng hộ rồi từ thiện thì lúc nào cũng đạt một cái kết quả rất là cao. Đầu tiên là phải gương mẫu, phải trung thành và tuân theo pháp luật và sự chỉ đạo của Đảng, sống tốt đời đẹp đạo, làm mọi việc thì gương mẫu thôi. Chứ nói chung là mình cứ làm đúng theo cái chủ trương đường lối của Đảng và nêu gương cho con cháu của mình thì rửa lướng và giáo thì rửa với đối với tôi thì không có gì là khác biệt cả. Có thể thấy, từ những định hướng đúng đắn, giải pháp cụ thể, triển khai sát thực tiễn, các tổ chức cơ sở đảng các cấp đã phát huy được sức mạnh từ sự đồng thuận và đoàn kết trong cộng đồng. Niềm tin tôn giáo và đường lối của Đảng hoàn toàn có thể kết hợp để đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Từ đó, các tổ chức đảng, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, an ninh trật tự đảm bảo, đội ngũ cốt cán hoạt động ngày càng hiệu quả, rõ nét hơn. Bài học ở đấy chúng tôi nghĩ và nơi thứ nhất đó là có cái sự lãnh đạo chỉ đạo sát đúng kịp thời của Đảng ủy. Vấn đề thứ hai nữa là phân công nhiệm vụ cho sau khi ủy ban xã có cái kế hoạch rồi á thì mặt trận tổ quốc phối hợp với các tổ chức đoàn thể bám sát cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền vận động. Chúng tôi coi công tác tuyên truyền vận động là một trong những cái vấn đề then chốt để cho dân hiểu, dân tin. Thì trên cơ sở cam kết đó thì ban tổ chức tham mưu cho ban thường vụ ủy tiếp tục ban hành những cái văn bản chỉ đạo cũng như giao trách nhiệm cho các đồng chí ủy viên ban thường vụ phụ trách vùng và ủy viên ban chấp hành phụ trách điểm tăng cường nắm bắt làm việc thường xuyên để chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng củng cố kịp thời và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng cũng như công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là tổ chức cơ sở đảng và đảng viên vùng đặc thù. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn xác định, công tác tôn giáo và đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược rất quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước. Với sự tích cực, chủ động của các tổ chức cơ sở đảng, cùng với nhân dân trong tỉnh, đồng bào Công giáo Nghệ An hăng hái tham gia các phong trào xây dựng địa phương, sống và làm theo phương châm, tốt đời, đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước, để nước vinh, đạo sáng.